Người đàn ông này chỉ là một giang hồ mới chân ướt chân ráo vào nghề, nhưng lại có thể khiến bất kỳ một tên trùm nào cũng không dám động tới vì độ lì lợm của mình. Ai có được anh ta giống như chắc chắn đã nắm được tất cả địa bàn. Mỗi khi ra trận, anh ta giống như một chiến binh bất khả chiến bại trên đấu trường. Nhưng cũng vì tài năng của mình mà anh ta trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều kẻ ghen ghét đố kỵ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình anh ta từ khi lựa chọn bước chân vào giới giang hồ. Liệu rằng anh ta có thể dùng nắm đấm để giải quyết tất cả hay không? Người đàn ông đó là ai mà lại tài giỏi như vậy? Cuộc đời của một giang hồ sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào? Hãy cùng Mạc Sinh tìm hiểu trong bộ phim Giang Hồ Mã Lai phần 2 nhé. Trong xã hội khi đó, việc kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu đã không còn là điều hiếm thấy. Chỉ cần kẻ nào có sức mạnh kèm theo liều mạng thì chắc chắn sẽ có được vị trí xứng đáng. Dần dần các băng đảng mọc lên như nấm, nhưng không phải ai cũng có thể tồn tại được lâu. Chỉ cần không có sức mạnh thì chắc chắn sẽ bị các băng đảng khác nuốt chọn và thuộc về tay kẻ mạnh hơn. Các cuộc hỗn chiến xảy ra trên đường phố đã quá quen thuộc giữa các băng đảng tranh giành địa bàn. Khi đó nổi tiếng có hai kẻ lớn mạnh nhất, đó là tên Đầu Chọc và Chai Long. Họ cầm đầu hai tổ chức với lực lượng đông đảo nhất và nắm giữ phần lớn các địa bàn ở đây. Việc hai bên tranh chấp đã xảy ra như cơm bữa và hậu quả là thương vong vô số. Chai Long có phần nhỉnh hơn và hắn là một kẻ cực kỳ máu lạnh. Không biết đã có bao nhiêu kẻ xấu số bị hắn hành hạ rồi kết liễu một cách dã man chỉ vì chống đối hắn. Những tên trùm khác đều phải e dè với hắn vì tên này không giống với những giang hồ bình thường. Nếu cần thiết, đích thân hắn sẽ ra tay vừa để thị uy với đàn em vừa để gian đe các đối thủ khác. Chai Long là một chiến binh bất khả chiến bại vì chưa từng có ai thắng nổi hắn. Tên Đầu Chọc đã rất đau đầu khi gặp phải một kẻ như Chai Long. Hắn đang dần lấn chiếm và có ý định nuốt chọn địa bàn của tên Đầu Chọc. Chỉ có điều vì nể cùng là những kẻ máu mặt trong khu vực nên hắn chưa muốn làm điều đó. Việc các thanh niên mới lớn gia nhập vào các băng đảng ở đây ngày càng trở nên phổ biến. Họ đều muốn được ngẩng cao đầu khi ra đường và ai cũng phải sợ mình, nhưng có một người lại lựa chọn một cuộc sống bình yên, tránh xa khỏi những tệ nạn, đó là Malik, một thanh niên luôn muốn kiếm tiền bằng cách lao động chân chính. Trong mắt mẹ mình và các em, anh luôn là đứa con đáng tự hào, vì cha của Malik đã từng là một giang hồ gây ra cho gia đình biết bao đau thương, nên anh quyết định sẽ không bao giờ bước chân vào đó. Ngược lại với Malik thì em trai anh lại lựa chọn con đường đó. Từ khi trở thành giang hồ, mọi người đều biết đến anh ta với biệt danh chó điên. Anh ta có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần có tiền trang trải cho cuộc sống. Công việc của anh ta chủ yếu là đòi nợ thuê, nhưng chó điên không chỉ muốn như thế. Anh ta cần rất nhiều tiền để trả món nợ mà cha để lại. Hơn nữa còn muốn phụ giúp mẹ mình đỡ vất vả. Tuy nhiên anh ta lại không muốn những đồng tiền dơ bẩn đó. Chó điên luôn bị đem ra so sánh với Malik rằng anh ta không phải là một đứa con ngoan biết chăm lo cho gia đình. Dần dần thì những rắc rối cũng tìm đến với họ. Chủ nợ của chó điên đã kéo tới nhà và mẹ và chị gái anh ta đã phải hứng chịu tất cả. Đến khi Malik trở về, ngay lập tức lao vào động thủ với chúng. Đừng tưởng anh không đánh ai bao giờ thì nghĩ anh không biết đánh đấm. Các động tác của Malik chứng tỏ anh đã luyện tập rất nhiều mới đạt đến trình độ này. Nhưng anh không biết giang hồ thâm hiểm có rất nhiều kẻ tiểu nhân, không đánh lại anh bằng cách công khai thì chúng giở trò đánh lén. Nhưng vài vết thương đối với anh không quan trọng mà sức khỏe của mẹ anh mới là tất cả. Đến khi chó điên biết chuyện thì lại chẳng thể làm gì. Anh ta cũng dùng cách đó để đòi nợ người khác thì đâu thể trách kẻ khác làm lại với mình, vì thế mà anh ta phải nhanh chóng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Ngược lại thì Malik đã chọn giải quyết theo cách khác, động tới anh thì anh có thể nhẫn nhịn, nhưng động tới gia đình anh thì đó lại là chuyện khác. Malik một mình xông tới tìm những kẻ đánh mẹ anh để tính sổ. Cầm đầu trong số chúng là Dragon, một ông trùm mới nổi và là bạn của Chai Long. Mặc dù là bạn nhưng Chai Long lại chẳng coi hắn ra gì, chó điên là con nợ của hắn và đó là việc một chủ nợ phải làm. Trong lúc họ đụng độ thì một tên tóc dài đã xuất hiện. Hắn là con trai của tên Đầu Chọc nhưng lại sở hữu mái tóc hoàn toàn trái ngược. Thấy được tài năng của Malik, hắn đã chủ động tới giải vây cho anh và tìm cách lôi kéo anh về làm việc cho hắn. Thực ra không chỉ có tên tóc dài mà cha hắn cũng đã tới tìm Malik. Họ đã có quan hệ từ trước và tài năng của Malik ai ai cũng biết. Nếu có anh giúp đỡ thì việc đối phó với Chai Long sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi đó, Malik đã từ chối vì anh không muốn bước chân vào con đường này. Tuy nhiên sau đó, Malik đã suy nghĩ lại vì anh không còn lựa chọn nào khác. Cuộc chiến giữa tên Đầu Chọc và Chai Long đã ngày càng căng thẳng. Trong khi Chai Long đang ngày càng bành trướng thế lực thì tên Đầu Chọc lại lo lắng sẽ mất hết vào tay hắn. Chai Long đã dùng sức mạnh của mình để đe dọa tất cả những kẻ làm việc cho tên Đầu Chọc. Không ai muốn làm trái ý hắn vì ai cũng sợ chết. Tên Đầu Chọc đang phải đau đầu vì khi này không thể đối đầu trực diện với Chai Long. Thế lực của hắn đã quá lớn và nếu làm liều thì băng đảng của tên Đầu Chọc rất có thể sẽ bị xóa sổ. Ngay cả khi nhìn Chai Long trêu đùa vợ mình, tên Đầu Chọc cũng phải nhẫn nhịn. Mặc dù thằng con trai bất trị của hắn luôn muốn chiến, nhưng không phải lúc nào máu điên cũng giải quyết được mọi chuyện. Nhưng càng nhẫn nhịn thì Chai Long lại càng lấn tới. Đến một lúc tên Đầu Chọc đã không thể tiếp tục chịu nhục, đã phải phản kháng. Có điều nói Chai Long là một kẻ bất bại không có gì là sai. Hắn chưa từng bị thua trước bất kỳ đối thủ nào và khi này cũng vậy. Một tên hay nhiều tên lần lượt xông lên cũng không thay đổi được gì. Tên Đầu Chọc đã quá coi thường hắn mà phải nhận kết quả đắng. Thuộc hạ của ông thì càng không bao giờ là đối thủ của hắn. Đúng lúc hắn suýt hạ sát tên Đầu Chọc thì Malik từ đâu xuất hiện. Anh đã có màn giao thủ vài chục chiêu với tên Đầu Chọc. Quả nhiên anh không làm mọi người thất vọng khi có thể đánh ngang với Chai Long. Việc tên Đầu Chọc đánh giá cao anh không hề sai, nhưng đang đánh hay thì tên tóc dài xuất hiện phá đám. Việc làm của hắn đã đuổi được Chai Long đi nhưng lại thu hút cảnh sát tới đó. Khi này, tên tóc dài càng chứng tỏ mình là một kẻ điên không có não. Hắn dám hiên ngang chơi lại cảnh sát ngay giữa phố với thái độ cực kỳ ngông nghênh.
Nhưng sau cùng hắn cũng không lên mặt được lâu vì dù là giang hồ có liều cỡ nào cũng không nên chống lại cảnh sát khi chúng còn muốn tồn tại. Sau khi cứu được tên đầu trọc cũng là lúc Malik chính thức bước chân vào giang hồ, anh không còn lựa chọn nào khác vì hành động vừa rồi đã khiến anh trở thành cái gai trong mắt Chai Long. Hắn chưa từng bị ai làm cho nhục nhã như vậy nên chắc chắn sẽ tìm cách phục thù. Tuy nhiên lý do khiến Malik lựa chọn đi con đường mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới đó là vì mẹ anh. Sau chấn thương do bị những tên đòi nợ thuê gây ra, mẹ của Malik lại mới phát hiện mắc một căn bệnh quái ác. Malik cần một số tiền lớn để phẫu thuật cho mẹ. Anh biết cách nhanh chóng để kiếm được tiền, đó là làm chuyện xấu. Khi này, anh chỉ quan tâm tới tính mạng của mẹ mình chứ không quan tâm đến những đồng tiền đó bẩn hay sạch. Với tài năng của mình, anh nhanh chóng có được vị trí ngang hàng với tên tóc dài. Cha của hắn phải nằm một chỗ nên đã giao lại băng đảng cho hắn và Malik quản lý. Việc họ cần làm là tìm cách lấy lại địa bàn từ tay Chai Long, không có cách nào ngoài việc trực tiếp ra mặt và công khai đối đầu với Chai Long. Đàn em của hắn trông thấy Malik còn tưởng là lính mới cho đến khi anh cho chúng biết mình là ai. Malik chỉ định cảnh cáo chúng nhưng bọn này có vẻ không biết sợ là gì, do đó một trận hỗn chiến để khẳng định lại vị thế của bang hội là không thể tránh khỏi. Malik đã cho thấy việc anh được trọng dụng không phải chỉ là do may mắn, nhưng khi này, tên tóc dài đã phá hỏng tất cả kế hoạch của họ. Hắn vẫn luôn giữ bản tính khát máu trong người thì sẽ không bao giờ làm được việc lớn. Có điều việc Malik quan tâm lúc này không phải tên tóc dài, hành động vừa rồi của Malik đã bị mẹ anh chứng kiến hoàn toàn. Bà đã quá thất vọng về đứa con mà mình luôn tự hào, đó giống như một cú sốc quá lớn đối với bà. Người đưa bà tới đó không ai khác chính là chó điên. Anh ta đã trở về nhà sau khi gây ra quá nhiều chuyện cho gia đình. Tuy nhiên trái lại với sự lo lắng của chó điên thì mẹ anh ta lại luôn chỉ trích anh ta là một đứa con bất hiếu. Từ trước đến nay, chó điên luôn bị đem ra so sánh với Malik vì hai người suy nghĩ và hành động hoàn toàn trái ngược. Nhưng mẹ của họ không biết hiện tại cả hai đều đi con đường giống nhau. Chó điên vì muốn chứng minh Malik không phải là một đứa con mà mẹ mình luôn kỳ vọng nên mới dẫn bà tới đó. Nhưng anh ta đâu biết được mục đích Malik làm điều này không phải vì bản thân mình. Thấy Malik xuất phát sau nhưng đã vượt mặt mình khiến chó điên không khỏi ghen tị. Anh ta cũng tài năng không kém anh trai mình nhưng lại chỉ là một tên thuộc hạ thấp kém. Do đó, chó điên đã tìm tới một ông chủ khác để nương nhờ. Dragon là chủ nợ của chó điên nhưng lại rất đề cao tài năng của anh ta. Quả nhiên không đánh không quen khi Dragon đã từng dẫn người tới chỗ của chó điên. Đối phó với đàn em của hắn thì không có gì khó khăn. Đối với chúng, chó điên chỉ là đang khởi động cho một trận đấu căng thẳng hơn. Cả hai lần lượt giải quyết hết đám thuộc hạ của đối phương trước khi lao vào tấn nhau một trận. Đối đầu với Dragon, chó điên không thể không đánh nghiêm túc. Hắn cũng là một kẻ có máu mặt nên chắc chắn phải có chút bản lĩnh. Đánh không lại hắn thì chó điên chọn cách bỏ chạy, nhưng sau cùng vẫn không thoát được khỏi tay Dragon. Nhận thấy tài năng của chó điên, Dragon đã đề nghị anh ta gia nhập vào băng của mình. Nhưng chó điên vốn là kẻ hiếu thắng nên không coi ai ra gì. Chính vì thế ngay từ khi gặp mặt đã khiến Chai Long ngứa mắt. Nếu không có Dragon, có lẽ giữa họ đã xảy ra một cuộc chiến. Thế nhưng anh ta vẫn không biết sợ là gì. Từ khi về làm cho Dragon, chó điên bước ra đường cũng tự tin hơn hẳn, nhưng anh ta vẫn chưa thể sánh được với anh trai mình. Malik đang cùng với tên tóc dài gây dựng lại thế lực cho băng đảng. Họ gặp rất nhiều khó khăn vì những kẻ từng theo tên đầu trọc đã chuyển sang phục vụ cho Chai Long. Không ai dám quay lưng với hắn vì sợ sẽ bị hắn trừ khử. Nhưng không có lý nào họ sợ Chai Long mà lại không coi tên đầu trọc ra gì. Vì thế Malik đã lấy lại uy danh cho băng đảng bằng cách trừng phạt một số kẻ chống đối để gian đe. Tiện đây anh cũng cho họ biết mình còn đáng sợ hơn Chai Long để cho họ biết nên đứng về bên nào. Hành động của Malik khiến những kẻ còn lại không ai dám lên tiếng. Anh đã gian đe được những kẻ hai mặt và tiếp theo cần nghĩ cách đối phó với Chai Long. Nhưng khi này, trong nội bộ băng đảng đang xảy ra vấn đề. Bà vợ của tên đầu trọc vậy mà lại là tay trong của Chai Long, không biết hắn đã cho bà ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại lựa chọn phản bội người cùng chung chăn gối. Mọi hoạt động của băng đảng đều được bà ta thông báo cho Chai Long, nhờ đó mà hắn có thể biết trước mà tìm cách đối phó. Đến khi nhìn thấy tên đầu trọc nằm một chỗ, bà ta đã định trở mặt ngay cùng với thằng con của mình, trong khi tên tóc dài lại luôn muốn ngồi lên vị trí của cha mình nên không thể bỏ đi lúc này. Hắn biết nếu Malik đánh thắng Chai Long thì băng đảng này cũng như cả khu vực đều rơi vào tay anh. Một kẻ không có não như hắn sau đó chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng trong giới giang hồ. Do đó, chúng đã có âm mưu lợi dụng Malik đấu đá với Chai Long, còn mình ngồi giữa ngư ông đắc lợi. Đợi tới khi hai bên lưỡng bại câu thương, chúng sẽ ra mặt loại bỏ tất cả. Nhưng chúng đâu biết được âm mưu đó đã bị một đàn em của lão đại nghe thấy. Vốn định kể cho Malik để anh đề phòng, nhưng Malik không thể tin chuyện hoang đường đó được. Và nếu chuyện đó là thật thì anh cũng không muốn động tới người phụ nữ của anh em mình. Nếu phải giải quyết thì tên đầu trọc sẽ là người làm chuyện đó. Nhưng đàn em của hắn không nghĩ như vậy. Một kẻ phản bội nhất định sẽ không được có kết cục tốt đẹp. Nếu không ngăn bà ta lại thì người nằm xuống chính là tên đầu trọc và Malik. Tuy nhiên hành động đó lại khiến Malik không hài lòng. Anh chưa từng muốn lấy đi tính mạng của ai từ khi bước chân vào chốn giang hồ này. Malik nghĩ chỉ cần tìm cách ngăn bà ta không làm ảnh hưởng tới băng đảng là được, không nhất thiết phải giết. Nhưng anh đã nghĩ quá đơn giản vì nếu bên trong họ có một kẻ như thế thì không bao giờ có thể chiến thắng Chai Long.
Trong lúc họ đang đau đầu để xử lý chuyện này thì Tai Long đã hành động. Hắn không thể ngồi yên chờ Malik tới đánh mình mà phải đi trước một bước. Vì hành động của Malik mà gia đình anh đã bị kéo vào chuyện này. Chúng đã tìm tới nhà anh và khiến mẹ anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Em gái anh đã nằm trong tay hắn nhưng tên này đã không còn tính người. Hắn muốn chó điên có mặt ở đó cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của anh trai mình. Vốn chó điên là một kẻ hiếu thắng nên nghĩ có thể đánh bại Tai Long. Hắn đã cho anh ta được mở mang tầm mắt và hiểu thế nào là ngựa non háu đá. Mặc dù chó điên cũng rất giỏi nhưng so với một kẻ đã chinh chiến nhiều năm như Tai Long, anh ta còn phải học hỏi rất nhiều. Chỉ vài chiêu là hắn đã có thể hạ được chó điên, nhưng sỉ nhục anh không phải là mục đích cuối cùng của hắn. Chị gái chó điên đang nằm trong tay Tai Long và hắn muốn anh ta chứng kiến cô ấy bị làm nhục. Hắn không còn là người nữa mà chẳng khác nào loài cầm thú. Malik không ngờ được hắn dám làm thế với gia đình mình. Vốn anh chỉ nghĩ ai làm thì người đó chịu, nhưng khi này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Mục đích Tai Long làm như vậy là để dằn mặt Malik và cũng là để đòi lại tiền của hắn. Thì ra trước đó, tên tóc dài đã lấy tiền của Tai Long và định nuốt trọn một mình. Chính vì điều đó mà gia đình Malik mới phải hứng chịu tất cả. Nhưng khi này không phải lúc trách móc ai đúng ai sai mà họ phải đồng lòng. Tên tóc dài đã quyết định bắt tay với Malik cùng đánh Tai Long vì họ đều có cùng kẻ thù. Vì biết năng lực của đối thủ nên họ phải có chuẩn bị thật chu đáo. Dù hắn có dùng nắm đấm giỏi đến đâu cũng không thể địch lại được hàng nóng. Hơn nữa, Tai Long là một kẻ gian xảo nên họ phải đề phòng những trường hợp xấu nhất. Tai Long đã quá tự tin vì mình đang nắm thế chủ động. Hắn không những không nghi ngờ gì mà còn lên mặt dạy đời Malik. Khi hắn đã có tiền trong tay cũng là lúc kế hoạch của Malik và tên tóc dài bắt đầu. Chó điên như hiểu được ý của anh trai mình mà đưa cô chị ra khỏi đó. Bên phía Tai Long không phải không có chuẩn bị trước, chúng cũng biết chơi hàng nóng và một cuộc đấu súng kịch liệt đã diễn ra. Malik chỉ quan tâm tới Tai Long vì hôm nay anh đến đây để tìm hắn. Có điều họ không ngờ được, Tai Long không chỉ là một tay đấm cừ khôi mà khả năng bắn súng của hắn cũng rất đáng nể. Hắn đã hạ sát không ít người bên phía Malik trước khi lên xe bỏ đi. Hắn đang trong thế yếu nên không thể liều mạng ở lại được. Dù cho tên tóc dài có vũ khí hạng nặng cũng không thể cản được hắn, nhưng Malik đâu thể để cho hắn chạy một cách dễ dàng như vậy được. Không ngờ ngoài đánh đấm giỏi, Malik cũng là một quái xế trên đường. Phía sau anh còn có chó điên đang lái mô tô hăng máu đuổi theo. Việc của họ là tóm được Tai Long và cho hắn một bài học. Còn những kẻ khác ở lại đã có tên tóc dài và thuộc hạ chăm sóc. Cuộc chiến hôm nay không còn là đánh đấm nhau sứt đầu mẻ trán nữa mà sẽ phải có những kẻ bỏ mạng, súng đạn không có mắt và kẻ nào xấu số sẽ phải nằm lại tại đó. Đúng là Tai Long đã đào tạo được những kẻ sừng sỏ và rất khó chơi. Đừng tưởng đông người và có hỏa lực mạnh là có thể áp đảo được chúng. Chỉ một lúc là chúng có thể lật ngược tình thế mà phản công lại băng của tên tóc dài. Không bên nào chịu cái bên nào dù chỉ là một viên đạn bắn ra, nhưng làm đại ca thì phải cho ra dáng đại ca chứ không thể để bị mất mặt được. Hết đầu súng thì họ chuyển sang sau quyền cước. Quả nhiên đi theo Tai Long một thời gian, chúng cũng học được không ít nghề. Để đánh bại chúng trong vòng vài chục chiêu không phải là chuyện dễ dàng, nhưng anh em của Malik cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Chúng muốn chơi theo kiểu nào, anh ta đều có thể chiều chúng theo kiểu đó. Cuộc chiến này buộc phải có kẻ chết và rất may đó không phải là đồng đội của Malik. Khi này anh đang trong cuộc rượt đuổi với Tai Long, không dễ gì tiếp cận được một kẻ liều lĩnh như hắn. Tuy nhiên gặp phải quái xế như Malik thì muốn cắt đuôi anh như vậy chưa đủ. Cuối cùng Malik cũng khiến hắn phải dừng lại để bắt đầu cuộc chiến với anh. Malik đang rất phẫn nộ nên đòn đánh nào của anh cũng kèm theo sự tức giận. Tuy nhiên như vậy chưa đủ để đánh bại Tai Long, hắn dường như chỉ đang thăm dò thực lực của anh chứ chưa có ý định bùng hết sức. Hắn chỉ mới khởi động nhưng đã khiến Malik phải khá chật vật. Chó điên cũng đến ngay sau đó và cùng anh trai mình rửa nhục cho gia đình. Họ phải bắt Tai Long trả giá vì dám động tới người thân của mình. Tuy nhiên Tai Long đúng là một tên khó chơi, khi mà cả hai anh em hợp sức cũng không thay đổi được gì. Hắn dễ dàng cùng lúc đánh với hai người mà có vẻ như vẫn còn dư sức. Ngược lại thì Malik và chó điên đang bị hắn cho ăn hành ngập mặt. Không hiểu hắn ăn gì mà càng đánh càng khỏe, còn hai anh em Malik thì đã dần dần yếu đi. Thì ra Tai Long có một bí mật khiến hắn luôn dung sức trong mọi trận chiến. Việc hắn càng đánh càng trâu bò là do trước đó đã chơi đồ, vì thế mà dù có phải nhận những đòn đánh như thế nào cũng không khiến hắn xi nhê gì. Nhưng Tai Long không biết có người không cần cắn thuốc cũng có thể làm được như hắn. Tưởng rằng anh đã bị Tai Long đánh cho nằm gục không thể đứng dậy, nhưng trong Malik lúc này không giống như vừa bị ăn hành, anh vẫn còn rất sung sức và còn có thể tiếp Tai Long vài trận nữa. Nhìn về mặt tự tin của Malik khiến hắn có vẻ lo lắng, hắn chưa từng gặp đối thủ nào có sức chịu đựng tốt như Malik. Hơn nữa, có vẻ như lúc này hắn đang bị yếu thế. Malik dường như chuyển sang đánh theo một phong cách khác bất cần hơn, trông anh giống như một võ sĩ boxing hơn là một giang hồ. Mọi đòn tấn công của Tai Long đã bị anh hóa giải một cách dễ dàng. Nghĩ lại những chuyện hắn đã làm với gia đình mình, Malik mới thực sự phẫn nộ. Anh sẽ đem trả lại cho hắn tất cả những gì hắn đã gây ra với gia đình anh. Malik xong việc thì mới tới lượt chó điên. Anh ta đã chờ giây phút này từ lâu nên không thể bỏ lỡ. Tai Long đã bị hai anh em đánh nằm bẹp dưới đất đến thở cũng không ra hơi. Nhưng mục đích của họ không phải giết hắn mà là khiến cho hắn cả đời sau đó phải chịu đau đớn. Việc tiếp theo họ cần làm là tới thăm mẹ. Bà đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật và cần có họ ở bên. Anh bạn thỏ đế của Malik là người ở bên bà lúc họ đi giải quyết ân oán với Tai Long. Mặc dù đã quá muộn nhưng hai anh em đều muốn bà tha lỗi cho họ. Chỉ cần bà còn sống thì họ có thể làm bất kỳ điều gì để đánh đổi. Mặc dù mẹ luôn nghĩ hai người là những kẻ xấu, nhưng thực ra họ làm những điều này đều là vì gia đình. Trách móc nhau lúc này cũng không giải quyết được vấn đề vì ai cũng thương mẹ và không muốn những chuyện này xảy ra. Tuy nhiên khi này, cảnh sát đã xuất hiện
ở đó và họ cần tìm Malik. Thì ra tất cả đều là âm mưu của tên tóc dài. Hắn vẫn nuôi ý định lợi dụng Malik, tiêu diệt Thai Long và sau đó sẽ loại bỏ anh. Chính hắn đã giết Thai Long và đổ mọi tội lỗi lên đầu Malik, còn hắn thì ngồi đó hưởng lợi sau khi không còn đối thủ nào nữa. Malik biết chuyện này là do hắn gây ra, nhưng đây cũng là cách anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh đã làm những chuyện xấu và anh phải trả giá. Chỉ mong những người thân của anh hiểu được điều đó và tha thứ cho anh. Đó là kết thúc của bộ phim hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Mò Nha. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. I love you Trịch Trịch. Bye bye.